chào quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 22 tháng 3 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là các thông tin không mấy vui vẻ về đội tuyển Việt Nam sau thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Indonesia tối qua. Theo đó, trận thua trước Indonesia không chỉ ảnh hưởng nhiều đến tham vọng giành vé đi tiếp của thầy trò huấn viên Tuchel mà còn khiến đội tuyển Việt Nam tụt sâu trên bảng xếp hạng của FIFA. Ngoài việc hứng chịu thất bại 0-1 trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, thì đoàn quân của huấn viên Tuchel đang đương đầu với nhiều bài toán khó giải về lối chơi, sử dụng nhân sự. Trận đấu trên sân Bumrungrad tối ngày 21 tháng 3, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng loạt thông số kém ấn tượng và đặc biệt đội khách không có bất cứ cú dứt điểm nào trúng khung thành đối phương, khiến người hâm mộ không khỏi chăn trở. Hiện nay cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách bởi ở bảng F, Iraq được đánh giá cao nhất và tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia, Việt Nam và Philippines. Và việc thua 0-1 trước Indonesia càng khiến cho việc tái lập thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Việt Nam bị đặt dấu hỏi. Việc trắng tay trên sân Bumrungrad còn đem đến hệ lụy khi đội tuyển Việt Nam bị trừ 15,37 điểm và tụt 7 bậc từ vị trí 105 xuống thứ 112 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đây là điều rất hiếm thấy xảy ra với đội tuyển Việt Nam trong 3-4 năm trở lại đây, bởi trước khi huấn luyện viên Tuchel đến tiếp quản chiếc ghế huấn viên trưởng đội tuyển Việt Nam thì đoàn quân áo đỏ luôn đứng trong top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA. Thậm chí trận thua 0-1 vừa qua cũng là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia, điều mà suốt 6 năm trước đó chưa từng xảy ra. Quay trở lại với cục diện của bảng F, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thông số đáng lưu tâm khi đá 3 trận thua đến 2 và chỉ ghi được 2 bàn, thủng lưới 2 bàn, sở hữu 3 điểm. So với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thì sau 3 trận đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam đã có được 7 điểm và thậm chí ở lượt trận thứ 3 cũng gặp Indonesia, đội bóng áo đỏ đã giành chiến thắng đậm 3-1. Ngay sau đây sẽ là những bình luận tới từ AFC xoay quanh cuộc đối đầu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại Bumrungrad. Sau hiệp 1 có phần thận trọng, trận đấu trở nên sôi động ngay từ đầu hiệp 2 khi cú ném biên từ xa của Pratama Ahan gây hoảng loạn trong vòng cấm Việt Nam, khiến hậu vệ Võ Minh Trọng phá bóng hụt đã tạo điều kiện cho Maulana ghi bàn ở phút 52. AFC miêu tả về bàn thua duy nhất mà đội tuyển Việt Nam phải nhận trên sân Bumrungrad vào tối ngày 21 tháng 3. Đánh giá về thầy trò huấn viên Shin Tae-yong, AFC phân tích: Indonesia đã hồi sinh cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sau khi vượt qua Việt Nam với tỷ số 1-0. Chiến thắng này tái hiện kết quả tương tự từ cuộc chạm trán giữa hai đội tại Asian Cup 2023. Đội bóng xứ Vạn Đảo có được 4 điểm, hơn đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á 1 điểm trước khi cả hai gặp lại nhau tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 3 tới. AFC kết thúc phần bình luận của mình trên trang chủ. Theo lịch tối nay ngày 22 tháng 3, đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài sau khi trở về từ thủ đô Jakarta, Indonesia. Trong khi đó, Indonesia sẽ tới Việt Nam vào chiều mai ngày 23 tháng 3. Còn với Indonesia, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam, đội bóng xứ Vạn Đảo được cho là đang muốn phá dấp 20 năm chưa thắng những chiến binh sao vàng trên sân Mỹ Đình. Chỉ trong 2 tháng tại hai giải đấu quan trọng là Asian Cup và vòng loại World Cup, đội tuyển Indonesia liên tiếp đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0. Điều này giúp họ tràn đầy tự tin phá dấp khi tái đấu hùng dũng cùng đồng đội tại sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới. Tờ Suara Indonesia cho biết, kể từ chiến thắng vang dội 3-0 tại AFF Cup 2004 đến nay, đội tuyển Indonesia không thể đánh bại tuyển Việt Nam mỗi khi hành quân tới Hà Nội. Tờ báo cho biết khi đón nhận thông tin trên, huấn luyện viên Shin Tae-yong càng thêm quyết tâm: nếu đúng là đội tuyển Indonesia chưa bao giờ thắng ở Hà Nội thì lần này chắc chắn sẽ khác, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Theo Suara, đội tuyển Indonesia có một đội hình chất lượng và tinh thần lên cao sau chiến thắng Việt Nam tại Bumrungrad. Tờ báo dẫn lời tuyển thủ Marcelinho Ferdinand bày tỏ: Indonesia từng nhiều lần thua Việt Nam tại Mỹ Đình, có trận dẫn trước ngày phút thứ 2 nhưng sau đó mất tập trung, dẫn đến thất bại. Lượt trước thi đấu ở Hà Nội sẽ không dễ dàng, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sẽ thay đổi lịch sử. Giữa men say chiến thắng trên sân Bumrungrad, trợ lý huấn viên đội tuyển Indonesia Nova Arianto cảnh báo đội nhà trước cuộc tái đấu tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình: chúng ta vừa thắng Việt Nam ở một trận đấu khó khăn trên sân nhà và chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn tại Mỹ Đình sắp tới. Hãy tập trung và chuẩn bị thật tốt tinh thần để hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, trợ lý Nova chia sẻ. Trong phần cuối của bản tin, chúng ta sẽ đến với sự chuẩn bị của đội tuyển Futsal Việt Nam cho vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Trong những ngày này, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục công việc rèn giũa về chuyên môn tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các học trò của ông Diego Raul than trời vì phải hoạt động hết công suất khi ban huấn luyện đề cao cường độ vận động. Một trong những ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia người Argentina là tổ chức hãm thành, bởi theo ông Diego Raul thì muốn thắng là phải ghi được bàn. Đây cũng là vấn đề mà Đức Hòa và đồng đội cần cải thiện nhiều, nhất là khi đối đầu với các đối thủ có đẳng cấp cao. Để giúp các học trò tự tin hơn, mạnh dạn hơn cho các pha hãm thành, ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam đã đẩy mạnh rèn giũa các pha tổ chức tấn công trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, các tình huống cố định cũng được coi là phương án hữu hiệu để có thể mang về bàn thắng.
Huấn luyện viên Diego Raul cũng đã chú trọng đến các bài tập đá phạt trong thời điểm này. Theo kế hoạch tập luyện, đội tuyển Futsal Việt Nam tập ngày 2 buổi vào các ngày thứ 2, thứ 4 và 6. Các ngày còn lại tập luyện với mật độ mỗi ngày một buổi. Về chấn thương của đội, Minh Trí và Công Viên vẫn đang phải tập luyện bên ngoài. Với tình hình hiện tại, hai cầu thủ này khó lòng tham dự giải Futsal quốc tế sẽ diễn ra trong tuần tới. Liên quan đến giải đấu này, các đội bóng cũng sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh trong vài ngày tới. Theo kế hoạch, Maroc sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh ở chuyến bay vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 25 tháng 3. Đội Iran sẽ đáp chuyến bay vào lúc 19 giờ 35 cùng ngày, trong lúc đội New Zealand sẽ đến vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 3. Đây đều là những đội bóng mạnh nên hứa hẹn sẽ là cữ rượt rất bổ ích cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Đơn cử khi trong trận giao hữu vừa qua, Maroc đã đánh bại Iraq với tỷ số 5-1. Giải giao hữu Futsal quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 này. Ban tổ chức đang tiến hành bán vé tại website http://đặtve.hff.vn với giá 100.000 đồng một lượt một trận. Buổi họp báo sẽ được tổ chức vào chiều ngày 27 tháng 3 tới. Và đây cũng là những thông tin có trên kênh YouTube Báo Bóng Đá ngày 22 tháng 3. Các bạn hãy đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube Báo Bóng Đá để tiếp tục đón nhận những tin tức nóng nhất của bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!